Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những phản ánh mà chúng tôi nhận được từ các quý vị khán giả qua đường dây nóng 090 à, Đó là thực trạng xe quá tải bò chạy trên đường tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tới kết cấu đường bộ. Theo phản ánh, vào thời điểm sáng ngày 9 tháng 3 tại tuyến đường quốc lộ 37 huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xuất hiện các xe siêu trường, tải trọng lớn, chở cát, vật liệu xây dựng, lưu thông y ạch, oàn mình trên quốc lộ hướng về ngã ba Cát Lem thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Các xe đầu kéo trên có dấu hiệu là quá tải lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường. Ngoài việc lưu thông quá tải các xe trên, nghiễm nhiên làm ảnh hưởng hư hại đến đường bộ quốc lộ. Được biết là tuyến đường trên đã nhiều điểm hư hỏng nặng xuống cấp. Điều đáng nói là hàng loạt xe trên hoạt động lại không thấy lực lượng chức năng xử lý. Gửi phản ánh tới chương trình, cá giả mong muốn cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Và kênh VTC9 sẽ gửi tới những nội dung phản ánh trên tới qua cơ quan chức năng, lực lượng chức năng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để có câu trả lời sớm nhất tới khán giả.